Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái hồ cá coi di động 60x90. Và mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cái bí quyết làm sao mà để cho cái rêu nó mọc nhanh mọc ở trên cái hồ cá coi di động và trên đá. Thì ở đây mình, bạn có thể thấy cái hồ cá coi di động này, nước đang trong và mình thấy từng con cá bơi trong hồ. Mình sẽ cho cám nó ăn các bạn. Đó, đây các bạn có thể thấy này, do cái bóng khiến các bạn thấy mình cái công sáng. Đây, thấy nước rất là trong. Đây, từng chú cá đang tung tăng bơi lội và ăn. Người ta kiến các bạn. Con kiến thì do cái nằm ở cái vị trí này nó bị phản ánh sáng, các bạn có thấy đây, nó phản giống như gương ấy. Mắt nhìn mắt thường thì nhìn không sao, nhưng mà qua camera các bạn nó bị phản ánh sáng giống như kiểu này. Thấy cái đằng xa đúng không các bạn? Như tấm gương luôn. Nhưng mà các bạn thấy con cá này. Đó. Rất là dạng. Thì đây là mình chia sẻ cùng các bạn cái hồ cá coi di động này. Mình làm được 3 tuần. Thì sau 3 tuần mình thả cá thì được 2 tuần, nhưng mà hơn 2 tuần rồi, nhưng mà trồng cây và trồng rong rêu thì được 3 tuần rồi. Thì đây mình có thể chia sẻ với các bạn. Thì sau 3 tuần thì rong rêu nó đã mọc ở trên những tảng đá đây. Đây các bạn này. Thì sau 3 tuần, đây là những cái mảng rong rêu đang mọc trên tảng đá. Đó, mọc rất là nhiều trên tảng đá luôn. Đó, mọc cả dưới này luôn. Đây, thì tại sao mà nó lại mọc nhanh như vậy? Thường thường là ví dụ một cái hồ bình thường á, mất 3 đến 6 tháng các bạn, thì rong rêu nó mới tự động sẽ mọc nhiều. Nhưng mà cái hồ này của mình thì mới có 3 tuần thôi nó đã mọc. Đây các bạn có thể thấy đây. Đây như cái hồ này, mấy tháng rồi nó mọc được cái rong rêu như vậy các bạn. Đây, mấy tháng rồi nó mới mọc được. Nhưng mà cái hồ này của mình thì mất 3 tuần thôi là nó đã mọc. Đây các bạn thấy nó mọc này. Mọc lan xuống đây luôn. Thì tại sao nó mọc như vậy? Đây, bên này các bạn xem, thực tế bên này thôi. Các bạn thấy không? Đó, mọc lan lên đá luôn này, xanh mướt luôn. Đó, mọc lan xuống dưới này luôn. Đấy. Đó, mọc chuẩn bị này, mọc đây hết đây luôn, xung quanh các bạn. Chuẩn bị thì khoảng 1 tháng nữa là nó sẽ lên kín luôn. Thì tại sao nó mọc được nhiều như vậy? Thì cái bí quyết của mình để cho rong rêu nó mọc nhiều thì các bạn phải trồng. À, các bạn trồng. Thì tại trồng như thế nào? Thì các bạn sẽ đắp rêu bèo vào đây, lấy rễ bèo các bạn đắp vào vị trí này mình cho ẩm ướt và các bạn trồng cây. Rồi sau khi trồng cây xong thì các bạn sẽ lấy cái rêu bèo, rêu này, rêu già nha các bạn. Bạn lấy rêu già đây, mình sẽ quay ra cho bạn xem. Và mặt trước cái hồ này cho mình các bạn xem. Đây. Đây cái hồ của mình các bạn này. Đây. Đây là cái hồ này là nó đông rất là nhiều rong rêu, bạn thấy không? Đó, ăn lên kín luôn này, lên kín được mảng. Thì đây là những cái rêu này các bạn thấy không? Đây là rêu già này. Rêu già này sẽ có những cái hạt li ti. Bạn sẽ lấy một cái miếng trên này, nhổ ra miếng trên này bạn. Đó, bạn nhổ vào này. Đó. Bạn nhổ ra. Bạn nhổ miếng như vậy ra. Đấy. Thì cứ bạn nhổ đi thì khi bạn nhổ đi thì giống như mình nhổ này đi nó mọc cái khác này các bạn. Khi bạn nhổ một mảng rêu chỗ này đi ra đi thì đây này các bạn thấy không, mình nhổ qua mình nhổ mảng đi thì khi mình mới nhổ đi thì bây giờ nó lại những hạt ti lại mọc lại đầy các bạn thấy không, những khoảng trống đó nó lại mọc rất là nhiều rêu vào đấy. Thì do mình nhổ đi, đây rêu già, đây là rêu già này. Đó, nó có rất là nhiều hạt, các bạn nhổ lên. Đó, nhổ lên miếng đây, nhổ lên miếng. Đó, rồi các bạn mang cái rêu này bạn đem trồng. Đây là rêu già các bạn, nó sẽ chết này. Nó chết sẽ mọc lên lớp khác. Bạn nhổ đi. Nhổ đi các bạn, đem trồng chỗ khác thì nó sẽ lan ra rất cực kỳ nhanh luôn. Đây các bạn. Đó, mình nhổ như vậy. Đó. Nhổ đi rất là nhanh thì những chỗ bạn các bạn trồng ấy thì nó sẽ bay hạt ra xung quanh và nó mọc rất là nhanh luôn, nó lan đầy ra luôn. Đấy các bạn thấy không? Rồi, mình quay lại cái hồ bên này. Đây, hôm bữa mình có lấy, mình lấy này. Mình lấy xong bên đó đó. Đây các bạn thấy này, mình trồng ở đây. Trồng ở đây bụi này, trồng đây bụi này thì bắt đầu nó sống, nó lan là các bạn, là bắt đầu nó bay hạt, nó bay hạt ra, nó mọc đúng cái rêu này luôn các bạn. Cái này là rêu này, nó dạng rêu san hô các bạn, không phải rêu nhung như các bạn. Đây đấy, đó, nó bay ra, nó mọc xung quanh luôn thì nó tự hạt nó bay ra mọc đấy. Mình trồng ít rồi, ví dụ như các bạn chỉ cần lấy cái nhúng này các bạn trồng ở đây đấy. trồng ở đây đấy. Các bạn thấy không, bắt đầu nó vàng vàng nhưng mà mấy bữa xanh nè này.
Đấy, hoặc là hay các bạn đạp ở đây, mình đạp ở đây luôn đi. Đấy, đạp ở đây luôn thì khoảng mấy bước nữa là nó mọc đây xung quanh luôn. Đây mình đạp đây. Đó, đặt cứ có nước là nó sống rồi các bạn. Thằng này nó dễ sống, nó nước ẩm nó sống rồi. Đó, đặt đấy. Thì những vị trí đây mình đặt này. Đây, các bạn thấy không? Mình đặt đây, nó lan. Đó, lan lên này. Cứ ẩm nó lan lên, lên trên này luôn. Đó, nó lan ẩm này, đấy lan ra ngoài luôn. Những cái liều già này các bạn, nó lan ra ngoài luôn. Thì nó những hạt nó bay đi ti đấy các bạn thấy không? Này, nó bay ra ngoài, nó lan ra ngoài. Thì đây là cái hồ này thì mình làm 4 đáy nha các bạn. 4 đáy với một, tại vì cái hồ mình xài ống rất là nhỏ. Ống 16 thôi, ống nhỏ để cho nó mỏng cái đáy và nó nhẹ. Thì mình làm 4 đáy và một khúc mặt là 5 các bạn. Để khúc mặt chưa cắm lên, để cho nước nó về kịp. Tại mình cái xài cái máy này, máy lớn này. Máy này tới 1.200 các bạn. Nó chảy mạnh hơn cái máy 800. Chảy rất là mạnh. Nước chảy rất là mạnh, nó nhỏ nhưng mà chảy nó rao các bạn. Nếu bạn không thích thì các bạn có thể xài máy nhỏ thôi. Đó, thay đổi được máy mà. Đây thì ở đây là các bạn đã thấy là mình mấy ngôi nhà này mình tự làm này. Đó. Cái cầu này thì mình mua nhưng mà mình chưa làm mẫu, là sau này mình sẽ dùng mẫu này. Còn ông này mình tự làm các bạn. Còn cái tháp kia mình tự làm luôn. Còn cái ngôi nhà này mình tự làm luôn các bạn. Đó. Tất cả mọi thứ mình tự làm hết. Thì mình sẽ sau này những vật trang trí của mình sẽ tự làm mà không phải phụ thuộc vào cái nguồn đi mua đó các bạn. Sẽ giảm đầu vào và mình sẽ chủ động nguồn hàng, mình thích làm cũng làm mình làm. Đấy các bạn thấy nước chảy rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn. Đó. Thì với đối với cái hồ co di động này á, thì có thể là mang đi khắp nơi nhé các bạn, mang lên về trưng ở ban công này, đối với những bạn ở chung cư tầng 20, 30, 40 gì đó là mình có thể khiêng lên mà để ở chung cư ở ban công mà mình có cái. Mình ngồi ở ban công khoảng 1-2 mét rồi đó. Mình ngồi mình ngắm cá cho cá ăn và uống trà. Đối với cái hồ nhỏ này thì tuyệt vời các bạn. Cái hồ nhỏ này thì hai người khinh thôi. Bạn bỏ thang máy các bạn đưa lên trên cao là khinh vô vị trí các bạn để thôi. Còn đối với hồ lớn ấy, như hồ lớn các bạn, hồ lớn như mình làm. Hồ lớn đấy phải dùng cẩu. Rất là lớn, nó nặng trên 2 tấn. Còn cái hồ này thì hai người khinh các bạn. Hai người khỏe khinh được, còn nếu mà người yếu thì ba người mới khinh được. Còn hai người khỏe thì khinh vô tư. Xả hết nước đi là khinh vô tư luôn. Các bạn thấy dòng thác chảy rất là mạnh mẽ, tóc tách nghe rất là sướng luôn đó. Đối với những cái hồ như vậy thì mình thiết kế cho những cái không gian nhỏ này, không gian mà nơi mà lối đi lại nhỏ, nơi mà chật hẹp á, thì các bạn muốn nhà phố đó, các bạn muốn chơi được cá coi, chơi được non bộ tiểu cảnh đó, thiên nhiên gần gũi trong rêu như vậy này. Trên chung cư thì các bạn biết là còn xi măng với cắt thép không, tường không, bạn có một cái mảng rêu như vậy, mảng cây xanh như vậy mà chơi thì tuyệt vời rồi. Tại vì nước tất cả mọi thứ ở đây tự động hết các bạn, hệ lọc hệ thống lọc luôn, mọi thứ được tự động hết, mình không cần làm gì hết, tất cả mọi thứ đều tự động hết. Máy bơm thì nó cứ vậy nó chạy thôi. Cây cối như này nó phân cá nó tự đưa lên, các bạn việc cây nó tốt quá cắt đi thôi. Cây này mình cắt mình ăn được, nấu mì gói ăn được. Này, cái thằng lách này các bạn, lách thái này, mà mình cắt mình nấu mì gói ăn hơi bị giòn luôn, vậy thôi, mình đâu mất gì đâu. Cứ vậy ngồi ngắm là càng chơi thì tông rêu nó càng lên càng đẹp đấy các bạn thấy không? Đó, càng chơi mà tông rêu nó lên nó xinh ri như trong phim Tây Du Ký đúng không các bạn? Đấy, tông rêu ung sùm luôn. Mày thì mới có 3 tuần, khoảng tháng nó đã mọc kín các bạn. Cứ vậy mình chơi thôi, đâu phải làm gì nhiều đâu. Đó, thì cho cá ăn thôi, cắt tỉa cây sơ đi. Đây mấy cái rễ này nó bám chúng, nó bám màu đá rất là đẹp các bạn. Đó, với một cái hồ mini như vậy thì nó mang lại rất là nhiều tiện ích cho các bạn chơi, không có chiếm diện tích, di chuyển được khắp nơi, không phải vệ sinh nhiều, tháng vài tháng vệ sinh một lần, mình cho cá ăn thôi, cá coi vẫn nuôi bình thường, vẫn lớn, vẫn đẹp, đó, tất cả mọi thứ tích hợp lại, không phải tưới cây, không phải chăm sóc, đó, không phải bón phân, tất cả mọi thứ được tự động hết, bạn chỉ việc ngồi ngắm thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất của mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều.